Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp tuần mới từ ngày 19 tháng 7 đến ngày 25 tháng 7 năm 2021 chi tiết chính xác nhất. 1. Tử vi tuần mới của tuổi Tý từ ngày 19 tháng 7 đến ngày 25 tháng 7 năm 2021 Tử vi tuần mới của 12 con giáp nói rằng, vận trình phương diện tài lộc của tuổi Tý về cơ bản là thuận lợi. Tiền bạc của con giáp này trong tuần không thiếu, nhưng để chờ đến lúc tài lộc dồi dào thì cũng phải tới cuối tuần. Tuổi Tý có từ nhiều nguồn, dù bản mệnh làm nghề gì thì cứ yên tâm là có lộc, chỉ cần chăm chỉ mà thôi. Đường công danh sự nghiệp tuần này tiến triển khá tốt, con giáp này sẽ vượt qua được những thử thách đang đặt ra bên cạnh đó bản mệnh cũng giải quyết được những vấn đề còn tồn động trước đó nhờ thế mà được cấp trên tin tưởng giao cho nhiều trọng trách tuy nhiên tuần này tuổi tý phải đối mặt với hung vận khá lớn mối quan hệ tình cảm của con giáp này trải qua nhiều biến động thăng trầm dù bản mệnh đã cố gắng để hàn gắn lại những dạn nứt trước đó nhưng không thành hung tinh cảnh báo con giáp này về những tai họa bất ngờ có thể xảy ra bản mệnh đang để cảm xúc dẫn dắt mình mà quên hết cả lý trí, dễ đưa ra những nhận định sai lầm khiến mình hối hận sau này. Hãy suy nghĩ thật thấu đáo trước khi muốn làm bất cứ việc gì. Hai, tử vi tuần mới của tuổi sửu từ ngày 19 tháng 7 đến ngày 25 tháng 7 năm 2021. Tử vi tuần mới của 12 con giáp cho thấy vận trình của tuổi sửu hung cát đan sen con giáp này nên thường xuyên chăm sóc cho sức khỏe của mình bởi vì yêu cầu công việc mà con giáp này sẽ phải di chuyển khá nhiều dễ mệt mỏi cơ thể có khỏe mạnh dồi dào năng lượng thì mới có thể làm tốt mọi việc được tuần mới bản mệnh động lực để tiến bước cũng như được chỉ đường dẫn lối để tìm thấy được đường đi phát triển được những tiềm năng của mình tạo ra không gian lớn hơn cho bản mệnh thể hiện khả năng sáng tạo trong công việc điểm sáng trong tuần này có lẽ chính là đường tài lộc khởi sắc không ngừng có điều con giáp này phải chờ đợi một chút, tài lộc chỉ vượng từ giữa tuần trở đi, song chắc chắn bản mệnh phải thất vọng. Công sức bỏ ra bấy lâu nay sẽ được đền đáp xứng đáng. Bên cạnh đó, tuổi Sửu có thể sẽ bất ngờ bởi những niềm hạnh phúc mà đối phương mang lại cho mình trong tuần này đó. Tình yêu không thể đoán trước được, nhiều người nói bản mệnh chọn sai, nhưng con giáp này tin vào quyết định của mình. Ba, tử vi tuần mới của tuổi Dần từ ngày 19 tháng 7 đến ngày 25 tháng 7 năm 2021. Tử vi tuần mới của 12 con giáp nói rằng, công việc của tuổi dần không được suôn sẻ thuận lợi. Con giáp này dường như đang đắm chìm đầu đâu nên chẳng thể nào tập trung, tuổi dần cần nhanh chóng tỉnh táo lại. Cơ hội để thăng tiến đã đến rất gần, có tín hiệu tốt cho thấy cấp trên đã chú ý đến. Nhưng nếu con giáp này cứ để tình trạng này tiến triển tiếp thì có lẽ chẳng sớm thì muộn cũng phải trả giá. Lời khuyên dành cho bản mệnh lúc này là cần phải nhanh chóng chấn chỉnh tinh thần vận tình tài lộc có phần xa sút con giáp này sẽ không gặp nhiều may mắn trong chuyện tiền bạc đâu. Tiền vào túi khó có thể giữ được, toàn hết chuyện này tới chuyện khác xảy ra mà bản mệnh phải chi tiền ra mới giải quyết ổn thỏa được thôi. Bù lại, vận trình tình duyên của tuổi dần trong khoảng thời gian này khởi sắc rực rỡ, đặc biệt là con giáp này còn độc thân sẽ có nhiều cơ hội đón nhận tình cảm từ đối tượng khác phái. Đào hoa trợ mệnh, sức hút cá nhân khiến cho bản mệnh trở nên khác biệt. 4 tử vi tuần mới của tuổi Mão từ ngày 19 tháng 7 đến ngày 25 tháng 7 năm 2021. Tử vi tuần mới của 12 con giáp nói rằng, tuổi Mão gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm sự bình ổn trong vận trình tình duyên của mình. Bản mệnh cần phải bình tĩnh, chớ nên bốc đồng, hấp tấp mà đưa ra những quyết định sai lầm, ảnh hưởng đến quãng đường sau này. Điểm sáng nhất trong tuần này của tuổi Mão là đường công danh sự nghiệp có dấu hiệu tăng tiến rõ ràng con giáp này có thể sẽ muốn tăng tốc ngay nhưng thường phải đợi đến giữa tuần thì vận khí mới dần lên thành công nối tiếp nhau đến không ngừng về phương diện tài lộc của bản mệnh trong tuần tương đối bất ổn đầu tuần là thời điểm tốt để kiếm tiền con giáp này nếu có ý định ký kết hợp đồng mở rộng quy mô kinh doanh thì nên lựa chọn thời điểm này sau đó về cuối tuần những cơ may tài lộc có thể tan biến chẳng lúc nào hay vận trình tình cảm tuần này được cắt tinh trợ mệnh nên người còn độc thân có thể sẽ gặp được đối tượng tâm đầu ý hợp với mình Duyên trời đã xe, nhưng có nên đôi lứa hay không thì còn phải xem lựa chọn và tình cảm dành cho đối phương của chính bản thân con giáp này nữa. Năm Tử vi tuần mới của tuổi thìn từ ngày 19 tháng 7 đến ngày 25 tháng 7 năm 2021. Tử vi tuần mới của 12 con giáp nói rằng, vận trình công danh sự nghiệp của tuổi thìn diễn ra khá tốt. Tuy nhiên bản mệnh vẫn bị ảnh hưởng bởi những lời đồn đại không hay con giáp này càng cố gắng càng giành được nhiều thành công thì càng có nguy cơ bị tiểu nhân hãm hại nếu không đề phòng đầu tuần bản mệnh không cẩn thận sẽ dễ bị kẻ tiểu nhân lừa gạt con giáp này được nhắc nhở chớ nên khoe khoang nhiều về số tiền mình có trong tay cuối tuần sẽ có cơ hội cho tuổi thìn gỡ gạc lại những gì đã mất đừng bỏ lỡ thời cơ hiếm có này nhân duyên của tuổi thìn không được tốt có lẽ hung vận lớn phần nào ảnh hưởng đến chuyện tình cảm của con giáp này khó mà tìm được người tâm đầu ý hợp với mình Bản mệnh cảm thấy buồn phiền khi xung quanh ai cũng có đôi có cặp. Tuy nhiên, nữ mệnh tuổi Thìn vẫn sẽ gặp nhiều may mắn hơn trong vận trình tình cảm so với nam mệnh. Con giáp này cần phải đưa tay mà nắm giữ hạnh phúc đi thôi, đừng kén cá chọn canh mãi nữa nếu không vẫn cứ cô đơn lẻ bóng mà thôi. 6. Tử vi tuần mới của tuổi Tỵ từ ngày 19 tháng 7 đến ngày 25 tháng 7 năm 2021. Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp cho thấy, người tuổi tỵ sẽ có nhiều bất ngờ đang chờ đón phía trước. Tài lộc trong tuần khá dồi dào, từ đầu tuần con giáp này tìm được nhiều cơ may kiếm tiền làm giàu cho mình. Mọi chuyện đều thuận lợi. Trong công việc, con giáp này thể hiện quan điểm của mình nhưng chớ nên quá gay gắt. Bản mệnh có thể gặp rắc rối khi khăng khăng làm mọi chuyện theo ý mình mà không quan tâm đến những người xung quanh. Sự lắng nghe lúc này là rất quan trọng. Ngoài ra còn cần lưu ý có tiểu hao hung tinh, khiến tài vận có phần xa sút Có vẻ như bản mệnh sẽ hao hụt tiền bạc ở những chỗ không cần thiết, song không mất mát quá nhiều đến mức rơi vào cảnh nợ nần. Tuổi tỵ muốn giữ được tiền cho mình thì nên lên kế hoạch tiết kiệm là hơn. Vận trình tình duyên của con giáp này khá yên bình, không có nhiều biến động. Bản mệnh biết cách để làm cho một nửa cảm thấy tin tưởng, yên lòng dù đôi bên cách xa nhau. Tuổi tỵ cũng nên thể hiện tình cảm của mình với đối phương nhiều hơn chút nữa, 7. Tử vi tuần mới của tuổi Ngọ từ ngày 19 tháng 7 đến ngày 25 tháng 7 năm 2021. Tử vi hàng tuần của 12 con giáp dự báo, người tuổi Ngọ đang đứng trước những quyết định quan trọng về tình cảm. Tuy nhiên, đây có lẽ chưa phải là thời điểm thuận lợi mà con giáp này đưa ra lựa chọn cuối cùng. Có lẽ bản mệnh sẽ cần thêm thời gian để suy nghĩ thêm cho thấu đáo, sáng suốt hơn trong tuần có điểm báo hung tinh chủ về ưu tư phiền muộn ghé thăm tuổi ngọ lo lắng những chuyện chưa xảy ra mà không dám tiến bước người độc thân bị mọi người xung quanh rục rã đã có phần mệt mỏi nhưng vẫn chưa đủ can đảm để thay đổi cuộc sống của mình ngay lập tức đầu tuần tài lộc về nhà ào ào con giáp này có sự khéo léo và nhạy bén trong chuyện làm ăn nên nắm bắt tốt mọi cơ hội tuy nhiên tuổi ngọ cần phải xem xét lại các mối quan hệ xã giao của mình bản mệnh rất dễ mù quáng tin người cuối cùng tự làm hại chính mình Phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Ngọ tuần này không có nhiều may mắn. Con giáp này có nỗi phiền muộn khi bị cấp trên khiển trách về thái độ làm việc thiếu chuyên nghiệp của mình. Bản mệnh cần phải chấn chỉnh lại tinh thần và tập trung hơn, có như vậy mới cải thiện được vận trình. 8. Tử vi tuần mới của tuổi Mùi từ ngày 19 tháng 7 đến ngày 25 tháng 7 năm 2021 bước sang tuần mới này thầy tử vi chỉ ra rằng tuổi mùi đón nhận tin vui cắt lành trong tuần khi mà bản mệnh được cắt tinh soi chiếu đường công danh sự nghiệp nhờ đó mà cũng suôn sẻ thuận lợi hơn phần nào thực ra con giáp này đang rất cần đến sự thúc đẩy và may mắn để sớm đạt được mục tiêu đã đề ra đầu tuần là lúc cát khí vượng tài vận vượng phát tuổi mùi nên tận dụng thời điểm này để kiếm tiền chi trả cho những khoản chi tiêu cần đến khi tết về giữa tuần có điểm báo hao tài con giáp này nên có kế hoạch tài chính rõ ràng tránh chi tiêu hoang phí mua sắm quá độ công việc bận rộn áp lực lớn khiến cho tuổi mùi nhiều lúc muốn vứt bỏ tất cả bản mệnh có thể sẽ cần phải thay đổi cách làm việc của mình để đảm bảo chất lượng và tiến độ mà cấp trên yêu cầu đừng nản lòng bởi mọi chuyện rồi sẽ dần tốt lên càng về cuối tuần thì vận trình càng khởi sắc hơn phương diện tình cảm không có nhiều tiến triển con giáp này muốn được trao cho niềm hy vọng khi hết lần này tới lần khác phải đối mặt với sự tan vỡ trong chuyện tình yêu, kéo theo những nỗi đau, sợ hãi và tổn thương, có lúc lại muốn từ bỏ tất cả để được bình yên. 9. Tử vi tuần mới của tuổi thân từ ngày 19 tháng 7 đến ngày 25 tháng 7 năm 2021. Tử vi tuần mới của 12 con dự báo, tuổi thân đối mặt với nhiều rắc rối trên con đường công danh sự nghiệp. Hung tinh chủ về tiểu nhân xuất hiện, đang nhăm nhe bầy mưu quấy phá bản mệnh. Lại thêm họa thị phi, con giáp này dù không làm nhưng dễ phải chịu oan. Bản mệnh mong muốn làm việc đạt hiệu quả cao nhất nhưng lại gặp phải vô số cản trở. Hiệu quả công việc giảm sút nghiêm trọng, con giáp này cần phải tự sốc lại tinh thần của mình ngay đi thôi. Mọi khó khăn, thử thách đều có thể vượt qua nếu không ngừng cố gắng. Về phương diện tài lộc, con giáp này khá may mắn khi mà liên tiếp có người giới thiệu cho việc này việc kia để tăng thêm thu nhập cả nguồn thu chính phủ đều cùng xuất hiện, nhưng tuổi thân cũng cần thận trọng vào cuối tuần, đề phòng có kẻ tiểu nhân nổi tính xấu. Mối quan hệ tình cảm của con giáp này tiến triển khá tốt đẹp. Vợ chồng hòa thuận, không xảy ra mâu thuẫn gì to tát cả, bởi đôi bên biết lắng nghe và nhường nhịn nhau. Tuy nhiên, nếu để nói là tình cảm gắn bó, mặn nồng thì cũng chưa tới đâu, hãy vun đắp nhiều hơn. 10. Tử vi tuần mới của tuổi dậu từ ngày 19 tháng 7 đến ngày 25 tháng 7 năm 2021. Tử vi tuần mới của 12 con giáp chỉ ra rằng, tuổi dậu đừng vội vàng trong bất cứ việc gì. Có những thứ bản mệnh tin tưởng 10 nhưng đến khi kết quả lại bất ngờ. Đầu tuần, con giáp này có thể gặp nhiều thách thức nhưng nếu suy nghĩ theo hướng tích cực, đây có thể là khởi đầu mới cho bản mệnh. Tuy nhiên có thể thành công hoặc thất bại, con giáp này vẫn cần có sự can đảm và chuẩn bị tâm lý để đối mặt với thử thách. Về phương diện tình cảm có chút trầm lắng vì tuổi dậu không dành đủ thời gian cho nửa kia nếu nội tại hai người đang có hiểu nhầm gì thì nên thẳng thắn trò chuyện để tìm cách tháo gỡ. Tuần mới của bản mệnh không có gì đáng lo dù đôi lúc xảy ra một số rắc rối không đáng có. Nếu tuổi dậu không kiểm soát tốt thì cuối tuần là thời điểm nguy hiểm nhất sẽ dễ khiến con giáp này bị tổn thương. Tuần này sẽ có những người khiến tuổi dậu cảm thấy bất ngờ vì bản thân đã từng tin tưởng họ nhưng vẫn bị đâm sau lưng lúc nào không hay. Hãy rút kinh nghiệm để không dễ dàng chia sẻ thông tin quan trọng cho bất cứ ai. 11. Tử vi tuần mới của tuổi Tất từ ngày 19 tháng 7 đến ngày 25 tháng 7 năm 2021. Theo tử vi tuần mới này cho thấy, vận trình của tuổi Tất hung cát đan sen, bản mệnh công việc bất ổn. Cứ tưởng tìm được cơ hội để thể hiện mình nhưng lại bị cản trở, khiến cho con giáp này dễ bị tiểu nhân lừa gạt, lấy mất vận may của mình. Đường tài lộc trong tuần hưng vượng, con giáp này có nhiều cơ hội để phát tài, thu về tiền bạc đầy tay nên chẳng lo túng thiếu trong tuần này người làm kinh doanh sẽ bán buôn tốt vô cùng lợi nhuận cũng theo đó mà tăng lên gấp bội người làm công ăn lương thì ngoài thu nhập chính còn có cả thu nhập phụ nữa tử vi hàng tuần nhắc nhở con giáp này nên tập trung làm việc để tiết kiệm thời gian đừng để cơ hội vụt qua khỏi tầm tay bởi thời cơ tốt đẹp không phải lúc nào cũng đến vận trình tình duyên khởi sắc thấy rõ con giáp này còn độc thân dễ có được người tâm đầu ý hợp với mình lắm đó Nam mạng tuổi tuất đào hoa vượng hơn hẳn, có thể sẽ đi đến kết quả cuối cùng, có được hôn nhân tốt đẹp. 12. Tử vi tuần mới của tuổi hợi từ ngày 19 tháng 7 đến ngày 25 tháng 7 năm 2021. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp nói rằng, tuổi hợi sẽ có được các tinh trợ mệnh, công việc tiến triển khá tốt đẹp. Con giáp này trong tuần được quý nhân giúp đỡ nên nhìn rõ hơn bước đường mình cần phải đi, không còn trần trư hay do dự để mất cơ hội trước mắt mình nữa bản mệnh biết được năng lực của mình nằm ở đâu và sẵn sàng thể hiện không ngại gian khổ khó khăn có thể gặp phải con giáp này kiên trì và bền bỉ theo đuổi mục tiêu chứ chẳng bỏ cuộc đâu thành công sẽ sớm đến với tuổi hợi mà thôi đường tài lộc không được vượng đầu tuần con giáp này dễ mất tiền vào những chuyện chẳng đáng thế nhưng bản mệnh cũng đừng quá lo lắng bởi tới cuối tuần sẽ có người giới thiệu cho công việc làm thêm giúp gia tăng nguồn thu nhập ngay thôi bên cạnh đó do hung vận đeo bám nên mối quan hệ tình cảm giữa bản mệnh và đối phương xuất hiện nhiều vết rạn nứt con giáp này không thực sự tự tin khi mà đối phương chẳng hề biểu lộ mong muốn giữ mình ở bên thêm nữa tình yêu cần phải vun đắp từ hai phía mới có thể bền chặt được cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại